Để liên tục chương trình, Vĩnh Hội sẽ đến với bài Chiến sĩ Giàng Phan theo thể điệu Tây Thi Trường. Đẹp thay nhưng chàng trai đất Việt ngày 20 năm xa quê biển biển chớ dùng biển đảo thân yêu tùng khơi tùng ra tặng con sông bạc đầu những ngò chẳng ngâu sầu sang sẻ tình thương tìm vui bên dòng đỏ mặt biển rộng ngọt ngào màu nước xanh đắng nơi tìm lục địa phía nam thuộc đặc khu côn đảo Vũng Tàu có ngôi nhà vàng dân nhà vàng trên sông nước mênh mông tiền đồ mở cha ông nhiệm vụ bảo vệ non sông tiềm năng tài nguyên nước ta rất mạnh dẫu đêm mẹ trời gia lạnh đòn ấy quân vẫn làm việc công thế nên phải nghĩ mô trong tử thất cam gòn đòi hỏi chiến sĩ nhà vàng chung lo hà quyết tâm còn người là còn cam khi tiếng yên mà nghe mừng mang tiếng sóng nhẹ dưới thân tàu những người bạn trẻ vẫy tay chào vui bước vào cuộc sống giữa biển khơi rồi người bảo nhau giữa nắng gió đại dương cái gia tịch chấp nhận làm lính vàng DK-1 là chấp nhận những chiến xa nhà chỉ mong sao bờ biển tổ quốc bình yên tận chiến mau sương bảo vệ chủ quyền còn biển là còn người các bạn ơi nhưng khi hoàng hôn bao trùm lên muôn dặn viết từng tả thêm tất tật bao nhiêu hải lý là bấy nhiêu gian lao mùa xuân có đoàn đến thăm nhà linh ngoài khơi đầy bãi bút phần phục quyên biển lại xanh sao mùa bão lòn những người bạn đang dày những lá cờ sao họ nói cười quyên quyên các cây nước thiên nhiên bỏ muôn giá đèn nghe câu chuyện người chỉ huy nhân trai bảo vệ đứa em xem như ruột thịt tình tâm cùng xoa dịu nỗi đau càng hiểu thêm khỏe mắt căng tròn phục tử xanh sức gió dặn đi nhìn mấy tên tan tận phía
chân trời không ai nói một lời. Phải đứng trước biển ba hoa nhỏ bé, lời tâm sự lá thư từ đất liền rơi sang. Người thì còn té chưa tròn năm, người hút chút xa xăm thương nhớ mẹ vàng đắm đàn thăm tiết nghĩa đàn tình dân với những lời chúc xuân. Lòng người lên trẻ bưng quân niềm vui qua đi kéo theo nỗi buồn tạm biệt những cái chiếc tay thật chặt. Tàu ấy quân sắp rời khỏi nhà vàng, đoàn thanh niên mang theo niềm khát vọng ơi ai làm rực sáng biển đêm thắp sáng an toàn nhà vàng đế ca một mãi đây khi tìm nước dọc đã đạt thành nhờ dòng điện mặt trời tỏ sáng rạng ngời giữa biển đông giúp cho ta chặt chẽ tâm từng cú dịch tạo thuyền tấn tiện qua lại khi lưu thông vào vùng biển quê mình. Từ nay gương mặt ngôi nhà vàng sẽ đổi tài bỏ rõ sức mạnh thế hệ kế thừa nhìn ánh mắt về trời sao hàng năm theo tập quán của người đi biển tá qua niềm nhìn qua trôi giữa trùng khơi gửi các anh về vui chơi giữa lòng biển cả trong tâm trần của những sinh dẫu đời chưa nếm bùi nhục vinh khi tuổi hai mươi anh chưa lần lùi bước bao năm qua biển nhắn xanh nuôi lớn bao các dòng tự hào là vàng lính vàng đế ca một bồng xuống bảo vệ chủ quyền biển đông con sông vỗ về lục địa phía nam không quên công lao chiến sĩ nhà vàng hướng về biển đảo tỏ lòng bi âm xin hết.